Chào tất cả các bạn, kính chào các bạn đang dừng lại chân ở cái kênh Bonsai Channel. Hiện tại mình đang đứng ở nhà anh Hoàng Quốc. Thì hôm nay thì mình muốn giới thiệu các bạn, đây là anh Hoàng Quốc. Thì anh làm công chức, là một anh công tác trong ngành giáo dục. Thì hôm nay cũng rất là ấn tượng, thì vào cái khuôn viên vườn của anh ấy. Ở đây vườn thì của anh chủ yếu là những cây mà cây ăn quả lâu năm. Thì bây giờ anh Hoàng Quốc sẽ giới thiệu về cái khuôn viên vườn nhà anh ấy. Xin mời các bạn. Vâng. Anh có thể cho khán giả của chương trình Bonsai Channel biết về anh và cái anh gây dựng cái vườn này lâu chưa? Nhà mình có tổng diện tích là gần 1.000 m2. Thế làm nhà, làm sân, thế rồi thì các công trình thì sinh hoạt, thì còn lại đâu là mình trồng cây ăn quả. Mình thì chủ yếu là trồng cây ăn quả và lấy cây vừa là tác dụng ăn quả và lấy bóng mát là chính, chứ không có cây cảnh thì rất ít thôi. Thế thì mình cũng bố trí, một là cái cây phía trên cao là hệ thống cây nhãn, sau đó là hệ thống những cây bưởi. Hàng rào thì mình có những cái dãy trúc tạo không gian xanh và đẹp. Đấy, nó che cho phủ cho ngôi nhà mình có mát mẻ, nên mình cũng được oxy. Các bạn, cái điều đặc biệt nữa là ở góc bên kia cái cây đào tiên rất là lớn, và nó mình cảm nhận là mình rất là thích cây này. Thì mời các bạn cùng mình với anh Quốc ra đến để xem nhé. Góc này đây có rất nhiều giò lan này. Đấy, bác ấy để đây có giò lan rồi. Ok, bây giờ là mình sẽ di chuyển vào cái cây đầu tiên nhé. Mình sẽ đứng ở xa này, đứng xa mình sẽ quay cái chiều cao để các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là lớn. Mình phải đi xa. Đấy, cái cây nó bóng rất lớn này đó. Nó cao ít nhất phải 6-7 mét anh nhỉ? 6-7 mét. Ok, bây giờ mình sẽ vào. Anh có thể cho mọi người biết là cái cây này anh trồng và chăm sóc đã lâu chưa? Và cái cây này thì mình trồng từ năm 2002. Tính đến nay nó cũng được 15 năm rồi. Thế thì cây thì trồng thì nó trên cái đất nó cũng bình thường thôi. Cây này một loại rất dễ sống, trồng bằng cành. Thế và quá trình phát triển của nó hết sức tự nhiên. Thì mình năm 2013 thì mình có tu sửa cái vườn để tạo thành cái cảnh trong vườn. Có cái cây đầu tiên là một cây mà ở cái vị trí trung tâm của vườn. Mình muốn nó là cái không gian rất là đẹp, chủ yếu là để lấy bóng mát và tạo thành một cái vị trí rất là đẹp. Thế nhưng mà nó ra quả cũng rất là lâu rồi, hàng chục năm nay rồi. Trồng cây này rất dễ và nó quả ra rất nhiều. Nhưng riêng năm nay là nó thời tiết năm nay nó ấm, cho nên là quả ra rất nhiều, đặc biệt là nó ra từ dưới gốc lên đến ngọn rất là nhiều quả. Đấy, thì trông rất là đẹp, quả rất là tròn bóng. Và cái quả này thông thường người ta dùng ấy thì hiện nay chủ yếu là người ta dùng trong cái việc là ngâm rượu để uống rất là vui, rất ngọt. Nếu mà những anh mà nghiện rượu thì thực ra mà nói là uống không thích lắm. Đấy, còn chị em phụ nữ và những anh mà cái uống rượu nhẹ nhàng thì rất là thích. Đấy. Ngoài ra cái việc người ta ngâm rượu ra, người ta còn bổ ra cái sấy và người ta có thể là ăn được, nó cũng rất là có vị ngọt của cái đào tiên này. Trong đó thì cái ruột của nó thì cũng nó như thịt thục, màu đen như thục, và nó có hạt như hạt kém, cả kém. Và cáo là nó thực ra thì mình cũng chủ yếu trồng để chơi cảnh thôi. Thế còn cái việc uống rượu thì bạn bè anh em mà thích thì mình tặng. Đấy, thế thôi chứ cũng không có kinh doanh cái này, nó cũng phải là cái sản phẩm gì đặc biệt cả. Nó cũng rất là vui chơi thôi. Vâng. Ok, thì em thấy là đây em sẽ quay để cho mọi người thấy rằng là cái ở đây quả đào tiên đây. Bạn thấy rõ là cái đào ở đây. Cái quả nó rất là bóng này. Nó bóng đấy, và phải nói là cái đây cái chân của nó mọc, cái nhánh nó mọc đây này. Mà cân nặng bình thường cái này là mấy cân à? Nó khoảng chừng 1,5 đến 2 cân. Khoảng 2 cân đúng không? Ừ, mọc từ gốc này mọi người mọc thấy này. Gốc. Mà cái dáng của cây này cực kỳ là giá trị, nó có dáng của bonsai đấy các bạn. Tam thế. Đó.
Tức là trước đây là mình bằng dâm cành đúng không ạ? Cành. Dâm cành. Mà cái da của nó rất là đẹp nhé. Mình em rất là thích bởi vì này đây nó có hoa các bạn này. Hoa. Nó cả hoa này, nụ này. À đây là quả đúng không? Nụ phải quả, nụ đây nụ, à? Hoa xong nó quả. Ừ. Hoa này nó có cảm giác giống hoa gấc cái sao đúng không? Rồi nó chùm. Chùm giống hoa gấc. Rất là cao, cái này cỡ hơn 7 mét. Đấy, ở trên kia có rất là nhiều hoa, các nụ khác nhau. Rất là sai. Quả đấy, giải rác. Rất là rất nhiều quả. Đó. Ở cây này thì mình thấy là nhận xét là nó có ba cái gốc lớn này. Các bạn có thấy là mình để một cái chậu này nhé. Để cái chậu này, mọi người có thể thấy so sánh nhé. Cái chậu như thế này để so sánh nhé. Nó lại gấp mấy lần cái chậu này. Đấy, cái đường kính của nó. Đó. Ở cây này mà anh cải tạo làm sao mà anh cho sau này anh cắt những cái thế, cái dáng để cho vào cái chậu thì cực kỳ là đẹp anh ạ. Rồi. Thưa anh thì anh có nguyện vọng của anh sau này anh có muốn nhân giống cái những cái cây này không? Cây đỏ tiên này không? Cây này nhân giống thì rất đơn giản. Vâng. Nếu mà anh em bạn bè mà thích thì mình sẽ nhân giống cho ngay. Rất là dễ trồng cây. Vâng. Này. Nó không khó gì cả. À. Đấy. Cho nên là nó cũng rất đơn giản. Vâng. Cái việc nhân giống nó cũng rất đơn giản. Cái dầm cảnh. Vâng. Thì cây này thì nó cái quả như anh nói là nó cũng rất là nhiều tác dụng đúng không? Rất nhiều tác dụng. Vâng. Quả to như thế này. Vâng. Có kinh khủng, bàn tay rất này. To. Như thế này nó còn kích thước nó còn lớn nữa không hay là chỉ nó chỉ lớn thêm một chút nữa thôi là nó ổn định. Vâng. Khi cái quả nó chín thì nó như thế nào ạ? Quả chín thì màu nó xám lại. Nó xám lại, nó vàng hơn. Đấy, đây nó đang xanh. Vâng. Chín thì nó vàng, nó lốm đốm lên. Vâng. Đấy. Thế nói chung là theo như người ta nói thì là cái quả này nó cũng rất nhiều tác dụng. À. Nghe người ta nói thôi chứ còn thực tế tôi không biết. Vâng. Nó chữa được bệnh huyết áp. Vâng. Thế rồi tiểu đường. Vâng. Rất là tốt. Thế một số người ta cũng rất thích cái này. Vâng. Thế thì không biết là nó thực tế thế nào thì tôi cũng không được chứng minh phải nhà các nhà khoa học và nhà thử nghiệm mới biết được. Vâng. Rất là thế tuyệt vời. Người ta có thể cảnh thít để tạo thành những cái quả hồ lô, hình hồ lô, hồ lô, hình hồ lô. Đã buộc đây là hình hồ lô. Rất là đẹp, nhìn rất đẹp. Đẹp. À, nhưng mà theo anh thì khi cái cây này nó có ngày Tết ấy, liệu nó có quả không? Có quả đến từ ngày Tết. À, thế quả ngày Tết. Và ngày Tết người ta cũng đem cái quả người ta thờ được. À, đấy, tuyệt vời. Một hy vọng là nó mạnh khỏe và đẹp đẽ như tiên. Rất là có ý nghĩa đúng không? Ý nghĩa về nhân văn này, ý nghĩa thì nó có quả nhiều như này, một năm nó có mấy lần đợt quả như vậy? Một năm nó thì thường vào ra mùa xuân. Và một mùa thứ là nó nhiều. Vâng. Còn cái mùa thu rất ít. Nó dạ. Cũng có quả nhưng mà rất ít. Vâng. Nó chủ yếu vào cái mùa xuân là vâng. Quả nhiều hơn. Theo em được biết ý, là cái riêng cái đào tiên này thì anh em chúng ta mà chơi bonsai về cái cảnh nhé, thì chúng ta cắt đến đâu thì nó ra đọt đến đó. Vâng. Nó rất là hay cái điểm đấy. Mà cái da nó trắng nó, các bạn biết là như cây vọng cách, như cây bằng lăng ấy. Cái da nó giống không khác gì cây bằng lăng. Nó trắng. Đấy, nó trắng mà nó già, nó tạo độ già nua của cây. Đấy mà cái rất là hay về khi ta cắt đến đâu là mầm ra đến đó thì nó rất là có tác dụng trong cái việc chúng ta chơi cây cảnh, tạo dáng thế bonsai. Đây là một cái cây thực sự là rất là tuyệt vời. Đấy, lá này thì mình theo mình cảm nhận được thì nếu chúng ta chơi trong chậu thì chúng ta ép lá nhỏ chuyện bình thường. Bạn nhìn thấy ở trên này lá trên này bởi vì anh trồng bên ngoài những cái lá rất là lớn. Lá này nó lớn cỡ tương đương với những cái cây giống lộc vừng đấy, chuẩn đấy. Cái này lá giống lộc vừng đấy. Nhưng mà chúng ta ép không khó. Thực ra nếu mà nuôi trong chậu ép không khó. Lá nhỏ bình thường đấy. Nhưng mà nó hay cái là bộ da rất đẹp. Và nó có hệ quả tuyệt vời luôn. Để áp dụng để chúng ta chơi cảnh, chơi bonsai này rất là giá trị. Và một số những cái nhà, những cái ngôi biệt thự quả. Những cái ngôi biệt thự mà những nhà có điều kiện họ có thể dình những cây lớn hơn này, lớn như này để trồng cây ở biệt thự đúng không ạ? Đó. Bởi vì rất là cao nên mình sẽ cố gắng là sẽ lùi ra bên này, lùi này. Quả nó mọc cả cái cành chơi nhỉ anh nhỉ? Đấy, trên cành có quả. Đấy, nó như một quả bưởi vậy. Vâng. Như quả bưởi. Đây quả bưởi. Với cái cành như này chúng ta phải nhân giống rất là nhiều đúng không? Nhân giống toàn mà. Mà nó lớn nhanh đúng không ạ? Lớn nhanh. Vâng. Rất là phù hợp với chúng ta tạo tác cây cảnh bởi vì cái đây là một cái giống khá là mới mẻ, mình được biết từ 3 năm nay vì cái
vì bộ da này, bộ gốc rất đẹp, đã thấy ok. Ok, thì em xin cảm ơn anh. Và anh có thể chào khán giả xem đang theo dõi kênh Bonsai Channel. Và chương trình Bonsai. Vâng. Vâng. Rất được mong muốn được tham gia vào trong cái hội cây cảnh, để cho cuộc sống vui đẹp hơn và có những cái cây đẹp mình chiêm ngưỡng. Vâng, em cảm ơn anh và tất cả cảm ơn các bạn, và chúc các bạn một ngày mới mạnh khỏe, và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này cho nhiều người biết. Cảm ơn các bạn. Đó, các bạn vừa xem cái đoạn video mà mình và anh Hoàng Quốc vừa giới thiệu các bạn cái cây đầu tiên. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên nhé, các bạn đừng quên hãy like và chia sẻ, đăng ký cái kênh Bonsai Channel này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau. Thân ái chào các bạn.